Bỏ vô. Bánh kem nè. Thơm quá à. Mua. À, đây nè. Ngon lắm á. Có bánh kem là Sumo ăn món liền. Món này nhìn lạ quá ha. Hai, món quà sắp tới em tặng cho dì Hiền. Sắp có đó nha hai. Cũng nhờ hai với anh Gia Huy bày em cái cách này làm cho hoa nở ra. Dạ hả? Mình đi coi dạ. Nha. Đi. Trời. Cái gì vậy? Sao vậy nè? Hoa hồng của em. Ai phá của em vậy? Trả lại vườn hồng cho em. Con giải thích như thế nào đây? Xin lỗi ông, con vô kho lấy gỗ để làm mấy con giống thôi. Ai cho phép con tự ý vô trong đó? Con có biết ở trong đó rất nhiều gỗ quý không? Dạ, con xin lỗi. Với lại, con thấy cửa kho mở nên là... Cửa kho mở là con được phép vô trong đó hả? Con đã vô trong đó, còn lấy gỗ ra nữa. Là sao hả Trường? Chú sẽ đưa cho con cái chìa khóa này. Con sẽ tự đi lấy. Nhưng mà... quan trọng là tuyệt đối phải giữ bí mật. Lời thề là uy tín của chú. Nhưng lại chú sợ nếu như mà chú Phát biết được á, chú Phát sẽ đuổi việc chú. Ai vậy? Gọi tôi dậy ăn thấy rồi. Cũng được quá ha. Mùi vị hơi lạ nhưng mà ngon. Sumo, mày bị gì vậy? Sao tự nhiên mày không ăn không vậy? Xong rồi gì ơi. Bình thường ghẹo tao dữ lắm mà, sao bữa nay nằm im vậy? Cái gì vậy? Sao mày bị ói vậy? Cái gì đây? Mày ăn bánh kem hả? Là bánh của ông cho con đó. Sumo, Sumo, con không ổn rồi gì ơi.